Hello, lù xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp chú thuật hồi chiến tập 19 Mahito hạ Nobara ở diễn biến cuối tập trước. Lúc này ở hẻm Dojenzaka, một phân thân của Mahito đã gặp Nobara. Nobara nhận ra Mahito là tên mặc chấp vá đã trêu chọc bạn học Juji của mình. Mahito nói tôi giờ ta đã nổi tiếng rồi sao? Nobara nói nổi tiếng nhát chết vì bỏ chạy đấy. Nobara lấy chú cụ của mình ra và nhớ lại trong ký ức không được để tay Mahito chạm vào. Nobara bắt đầu dùng chủ lực và cố gắng hồi tưởng lại cốt lõi của chú lực lúc trước cô nắm giữ. Những cây đinh được phóng ra ghim trên tấm biển. Nobara điều khiển tấm biển rơi xuống lao tới đạp Mahito. Sau đó ghim hai cây đinh vào đầu của Mahito. Theo cách nói chuyện Mahito xác định Nobara chính là bạn của Yuji. Hắn quyết định sẽ mang xác Nobara đến chỗ của Yuji để phá hủy linh hồn của cậu. Lúc này ở bên dưới Mahito đã ra tay với những con người và ném nó về chỗ của Yuji. Yuji quan tâm hỏi thăm người bên cạnh nhưng bất ngờ người đó nổ tung máu văng lên làm giảm tầm nhìn của cậu. Mahito hóa tay thành chùy lao đến. Đây thực sự là điểm yếu chí mạng của Juji. Lúc này bên trên Nobara vẫn đang chiến đấu với Mahito. Mahito liên tục biến hóa cánh tay tấn công Nobara. Sau màn bụi Nobara xuất hiện trên máy nhà tấn công Mahito, Mahito sau khi cố tấn công, Nobara không thành. Hắn nhận ra Nobara luôn né tránh tay mình chạm vào chắc tên Nanami đã cảnh báo trước. Mahito bản sao phân thân có thể biến hình như bản gốc nhưng không thể thao túng người, biến dạng hai linh hồn kẻ khác. Những đòn tấn công bằng móng tay sắc bén của Mahito đã làm vai và hông của Nobara bị thương. Mahito nói những chiêu thức của Nobara không có tác dụng gì với mình nhưng cô vẫn sử dụng đúng là đồ ngốc. Những cây đinh bắn tới nhưng Mahito nhẹ nhàng né tránh. Nobara nhảy lên bắn một cây đinh cắm xuống đất sau đó nhảy xuống. Bất ngờ những cây đinh dưới đất đã bắn lên ghim vào người. Mahito Mục đích Nobara thả cây đinh xuống đất là để những cây đinh bên dưới dựng lên bắn vào Mahito, Nobara nhảy lên người Mahito và cắm cây đinh vào trán của hắn và dùng cộng minh. Bất ngờ bên dưới bản thể chính của Mahito cũng bị ảnh hưởng, Nobara dùng cộng minh để tấn công linh hồn của Mahito thông qua cơ thể hắn, hơn thế sát thương trên linh hồn của bản gốc sẽ dội ngược lại phân thân, lúc này Mahito mới nhận ra thiên địch của hắn không chỉ có Jujutsu, Nobara bất ngờ khi phát hiện chú lực của mình vừa bùng nổ ở gần đây. Nobara đã kết luận chú lực của marito không được mạnh ngươi kiểu như là phân thân hay gì đó bên dưới juji bất ngờ đấm mahito liên tục những cú đấm được tạo ra khiến mahito hộc máu vì tác động của chú thuật khiến cơ thể mahito không thể cử động bình thường juji thầm cảm ơn nobara vì cậu đã không cứu được ai và lãng phí nỗ lực của mọi người nhưng lúc này juji cảm thấy mình không hề đơn độc những cú đấm của juji càng lúc càng nhanh với quyết tâm hạ mahito ngay tại đây Bên trên Nobara nói từ bây giờ trận chiến mới thật sự bắt đầu. Bất ngờ Mahito đã bỏ chạy Nobara thấy vậy thì liền đuổi theo. Oh, nhận ra hắn đang chạy thẳng đến tầng 5. Nobara có cảm giác nếu để hắn chạy thoát thì sẽ có một mối hiểm họa. Nên cô sẽ cố gắng hạ hắn trên đường đi. Bên dưới Mahito bất ngờ phân tách cơ thể thành nhiều hình dạng nhỏ rồi bỏ chạy. Hắn đã thành công lừa được Yuji để chạy thoát. Nobara cũng vừa đuổi theo tên phân thân tới. Lúc này tên phân thân và bản thể chính đã gặp nhau nhưng bất ngờ hai cơ thể lại lướt qua nhau mà không hề hợp thể bởi vì bản thể gốc trắng tầm nhìn nên nobara không nhận ra sự hoán đổi Juji nhận ra điều gì đó liền bảo nobara chạy đi lúc này bàn tay của mahito đã chụp chúng mặt của nobara Juji thì nhanh tay đấm phân thân mahito dính vào tường mahito nói ta đã không thể giết được tên nanami chỉ với một cú chạm nhưng còn cô thì sao nobara che mặt và nhớ về năm 2009 lúc nobara 6 tuổi lúc này fumi đang chờ để tới lượt chơi game với nobara Lúc đó cô cứ nghĩ mọi người trong làng đều quái dị và cô là người bình thường. Duy nhất, cô đã cố chọn để mẹ mua cho một chiếc cặp sách màu xanh nhạc. Cô chuyển tới làng này khi vừa vào tiểu học bố mẹ lo những bất tiện khi sống ở vùng quê, nhưng Fumi buồn vì phải từ biệt bạn bè. Ở đây cả trường chỉ có 19 học sinh, nhưng mọi người chỉ dùng cặp sách màu đỏ hoặc màu đen và họ không thích màu xanh. Fumi cô lấy chiếc cặp của mình khi cặp vừa rơi xuống Nobara đã đỡ lại cho cô. Nobara muốn Fumi đổi cặp cho mình để dạy dỗ hai tên con trai cười Fumi một bài học. Kết quả là bị thầy giám thị đuổi bắt. Nobara đá trước cặp màu đỏ vừa đổi với Fumi và nói không thích đeo cặp. Từ ngày hôm đó, Nobara thường đến nhà của Fumi chơi game với bố của cô. Nobara không thích những người trong làng vì ngôi làng này quá nhỏ. Vài năm sau có một bà hàng xóm mang cơm đậu đỏ sang để chúc mừng kỳ kinh nguyệt đầu tiên của Fumi. Điều này làm Fumi cảm thấy không thoải mái. Một hôm Nobara nói mới phát hiện một căn cứ bí mật và dẫn Fumi tới, nhưng thật ra đây là nhà của chị Saori. Sauri là người chuyển tới sau nhưng chị ấy luôn chào đón hai người bọn họ. Sau khi Nobara gặp chị Sauri trở về thì Nobara đã trở nên mềm mại và duyên dáng hơn. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi nhà của chị Sauri bị ai đó tìm cách phá hoại. Sau những biến cố ấy Sauri đã chuyển đi nơi khác. Điều này khiến Nobara khóc rất nhiều. Tháng 6 năm sau Nobara chuyển đến một trường cao chung ở Tokyo. Nobara chào tạm biệt Fumi và nói tớ sẽ không bao giờ quay về đây nữa. Fumi cảm thấy buồn vì Nobara đã không khóc vì mình như với chị Sauri. Nobara nói lần tới gặp lại chắc chắn cả ba chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhìn vẻ mặt Nobara khiến Fumi đã rơi nước mắt, bên kia Sari đang làm việc rất chăm chỉ và cô kể cho người chị đồng nghiệp của mình, hồi trung học cô đã chuyển về một vùng quê ở đó cô đã gặp hai cô bé nhỏ hơn mình 7 tuổi, bé tên Nobara đặc biệt, rất thích cô và cô cảm thấy Nobara cũng quá là đáng yêu, nhưng sau khi rời đi cô đã không trao đổi thông tin liên lạc với hai em ấy, nhưng bây giờ chắc hai em sẽ rất thất vọng khi thấy con người nhàm chán của cô hiện giờ. Mong là Nobara vẫn ổn không biết bây giờ con bé thế nào rồi. Ở hiện thực Nobara đang đấu tranh nội tâm, những hình ảnh mọi người tại trường chú thuật hiện lên. Nobara xin lỗi Fumi vì đã không giữ được lời hứa với cô. Nobara nhờ Yuji nói với mọi người là đời này tôi sống coi như cũng không tệ. Bất ngờ khuôn mặt của Nobara đã bị nổ tung. Nobara đã bị hạ gục trước mặt Yuji. Thế là tập 19 hôm nay đã hết mời các bạn xem tập sau trên kênh của mình vào thứ 6 tuần sau nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình.